bạn, là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những địa điểm du lịch tuyệt vời nhất xứ Kim Chi, đó chính là Tháp Nam Sang, Seoul, Hàn Quốc. Đây là nếu mà các bạn có một kế hoạch du lịch đến Seoul, Hàn Quốc, chắc chắn rằng Tháp Nam Sang sẽ là một trong những địa điểm đáng chú ý trên danh sách của các bạn, đúng không nào? Trước hết, Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn cách đi. Mình sẽ đáp sân bay Incheon, sau đó mình sẽ đi từ ga Incheon đi đến ga Seoul, đi bằng tàu điện ngầm. Chúng ta chỉ cần đi một chuyến xe duy nhất sẽ xuất phát từ ga Incheon đến ga Seoul. Sau đó chúng ta sẽ bắt xe bus 402 đi từ ga Seoul đến trạm thư viện của tòa tháp Nam Sang. Từ thư viện thì chúng ta có thể đi lên tháp Nam Sang bằng nhiều cách, trong đó thì có thể đi xe bus số 1 hoặc leo bộ lên núi. Hiện tại là Thanh muốn trải nghiệm vào cái khí hậu mát mẻ như thế này nên Thanh đã quyết định leo bộ lên núi. Và khoảng thời gian để chúng ta leo bộ từ dưới thư viện lên đến được đỉnh núi là mất khoảng 30 phút. Và không khí rất là mát mẻ và trong lành. Cũng có rất nhiều người đang trải nghiệm leo bộ giống như Thanh. Chúng ta cũng có thể xem như là tập thể dục. Trước hết Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn đôi nét về tòa tháp Nam Sang này. Tòa tháp cao 480m và từ độ cao của tòa tháp chúng ta có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của thủ đô ngay tại khu vực đài quan sát. Đài quan sát chính của công trình này được đặt ở tầng 3. Đây là đài có nhiều cửa sổ bằng kính lớn được đặt ở sàn lên tới trần xung quanh tòa tháp để du khách có thể trải nghiệm tầm nhìn 360 độ khung cảnh của thành phố. Vừa bước vào bên trong khu vực của tòa tháp, các bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi khu vực màn hình LED của LG. Màn hình LED của LG rất là lớn, ở đây sẽ chiếu những cảnh rất là chân thật. Khi mà lạc vào thế giới này, các bạn cảm thấy vô cùng là sinh động và hấp dẫn. Khu vực này được lắp rất là nhiều màn hình LED của LG, xem như là một hình thức quảng cáo của LG luôn đó các bạn ơi. Và ở đây các bạn có thể thấy hình ảnh rất là chân thật và sắc nét. Nội dung chiếu trên màn hình thì được thay đổi liên tục, từ cảnh hoa, cảnh ở đại dương cho đến cảnh những cho chúng ta cảm giác như ở ngoài vũ trụ vậy đó các bạn. Đây, khúc này là y như ở ngoài vũ trụ vậy đó. Và đặc sắc nhất của thác Nam Sang đó chính là ổ khóa tình yêu. Các bạn có thể thấy là từ tầng 1 cho đến tầng 3 là đi đâu cũng có thể thấy rất là nhiều ổ khóa tình yêu tại khu vực này. Và nếu như các bạn không có mang ổ khóa từ nhà theo thì cũng đừng lo lắng, vì tại khu vực này cũng sẽ có quầy để bán ổ khóa và bút viết cho chúng ta để có thể mua và sử dụng ngay tại chỗ. Có thể thấy ấn tượng sâu sắc của Thanh khi đến tòa tháp Seoul này, đó chính là những hàng rào sắt với đầy các ổ khóa tình yêu nằm ngay trên sân tượng ở lối vào của tháp. Một vườn đầy hàng rào và cây khóa tình yêu với đầy đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác nhau, khiến thật sự là chúng ta không thể khỏi thích thú. Trên mỗi ổ khóa, chúng ta sẽ thấy tên của hai người được ghi trong đó với những lời tâm sự, hứa hẹn nhắn nhủ. Thanh bật mí cho các bạn biết một điều là đến đây thật sự là không khó để tìm thấy những chiếc ổ khóa của các cặp tình nhân Việt Nam cũng như các cặp tình nhân trên khắp nơi trên thế giới. Các cặp đôi tình nhân cũng chọn cho mình những chiếc ổ khóa bé xinh khắc tên hai người và móc đời mình lại với nhau. Kèm theo chiếc ổ khóa tình yêu là một mẫu giấy với vài dòng thề nguyện. Sau khi khóa ổ khóa tình yêu trên hàng rào và các cặp tình nhân ở đây thường ném chìa khóa xuống vực núi Nam Sang với quan niệm là sẽ mãi mãi khóa chặt tình yêu. Và ban đêm, đèn chiếu sáng của tháp Nam Sang sẽ khiến khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng là huyền ảo. Tùy vào từng mùa, màu sắc ánh sáng trên tháp sẽ thay đổi cho phù hợp. Đặc biệt vào mùa đông, những con đường dẫn lên tháp tuyết phủ trắng xóa sẽ khiến du khách từ khắp nơi kéo về trầm trồ thích thú. Và cảnh sắc tuyệt đẹp này đã từng được đưa vào một bộ phim đình đám, đó chính là bộ phim Vườn Sao Băng của F4. Đặc biệt ở đây còn có những chiếc ghế được thiết kế theo dạng trũng ở giữa, có nghĩa là nếu các cặp đôi ngồi lên sẽ tự động trượt vào giữa, gần nhau hơn và chẳng có khoảng cách nào nữa. Hơn nữa còn có một bức tường với thông điệp với những miếng lát đá nhỏ chứa đựng lời tỏ tình tâm sự của chủ nhân nhằm lưu lại tình yêu của mình. Và một điều thật là đặc sắc của cái tháp Nam Sang này đó chính là tháp Seoul Tower này, cũng chính là trạm phát sóng radio đầu tiên ở Hàn Quốc. Anten phát sóng của một loạt những đài phát thanh và truyền hình lớn nhất ở Hàn Quốc đều có trên tháp.
Thác này các bạn đừng lo lắng về vấn đề ăn uống, vì tại đây có rất là nhiều đồ ăn thức uống tha hồ cho các bạn lựa chọn. Có rất là nhiều nhà hàng cũng như là có cả quán cà phê Starbucks, Gongcha, trà sữa các kiểu. Và bật mí cho các bạn biết là trà sữa Gongcha ở đây rất là ngon. Thanh đã uống đến tận 2 ly vì nó ngon không thể cưỡng lại được. Và cuối cùng thì mình sẽ bắt xe bus đi về lại. Chúng ta sẽ đi xe bus số 01 để xuống dưới núi. Sau đó là đi về trạm Seoul để đi về lại Incheon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thanh nha.